Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp để các bạn có thể xuất kho cho công trình. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây nhé. Tôi chỉnh lại tí cái này cho nó dễ nhìn. Đấy. Này nhỉ, đúng không? Đây này. Xuất kho nguyên vật liệu cho công trình. Đây là một cái phần xuất nó rất quan trọng, chúng ta sẽ sử dụng đến cái tiện ích là sử dụng cái tiện ích trong phần phiếu xuất kho. Ở chỗ này sao lại nhỏ thế này, cho nhỏ tí đúng không? Các bạn nhìn dễ đấy. Xuất kho, trong phần phiếu xuất kho này có một mục là chọn xuất theo phiếu nhập. Điều này giải quyết vấn đề gì? Giải quyết cái vấn đề là các bạn sẽ chọn các vật tư trong phiếu nhập nhập mua để xuất. Và đây, toàn bộ thông tin trong phần phiếu nhập về vật tư sẽ được đưa hết sang phần phiếu xuất. Và mặc nhiên các bạn không phải làm cái gì nữa, chỉ có là bổ sung thêm cái tên là người thủ kho, rồi là đối tượng tập hợp chi phí và chỉnh sửa tài khoản hạch toán. Thế tôi ví dụ ở đây các bạn nhé, các bạn nhìn này, trong cái phần mua hàng này, trong cái phần mua hàng này ấy, thì các bạn lưu ý là nó đã có một số cái liên quan đến nhập mua cho công trình, ví dụ như cái phiếu này là của công ty Đại Thành nhé. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, chúng ta chọn xuất kho. Xuất kho đây, chúng ta vào chọn phần thêm, chọn phiếu xuất. Thế thì các bạn sẽ được cái gì? Các bạn sẽ sử dụng một cái tính năng rất là hữu dụng ở trong cái phần mềm này. Đấy là ở cái góc dưới màn hình này này, các bạn chọn xuất theo phiếu nhập. Ở đây nó hiện ra một cái giao diện, các bạn chọn cái phiếu nhập trong cái khoảng thời gian nào. Các bạn có thể chọn cả năm cũng được. Các bạn chọn lấy số liệu thì nó xuất ra đây cho các bạn. Thế thì ví dụ như các bạn chọn cái phiếu nhập, ví dụ cái phiếu nhập này, thì các bạn biết là nhìn ở đây, các bạn nhìn thế nào, thường cái việc mà chúng ta nhập kho cho công trình ấy thì chúng ta sẽ nhập theo từng kho của công trình, và trong cái danh mục kho chúng ta đã tổ chức nó là mỗi công trình một kho. Thế ví dụ như ở đây là cái số phiếu nhập số 10 này, các bạn nhìn thấy nó có hai dòng, đây là chính là hai dòng vật tư mã hàng ở đây các bạn này, tên này. Thì các bạn nên nhìn thấy là ở đây, ví dụ chúng ta muốn xuất cái phiếu này, chúng ta tích vào hai cái phiếu này. Các bạn cũng có thể xuất một lần nhiều phiếu nhập, các bạn có thể chọn thêm không vấn đề gì. Ví dụ các bạn có thể chọn thêm cái này nữa, phiếu nhập số 4, chúng ta chọn đồng ý. Thế thì ở đây nó sẽ bê toàn bộ cái thông tin này sang cho các bạn. Thế thì các bạn nhìn ở trên cái phiếu này, các bạn sẽ nhìn thấy thế này. Thứ nhất là cái trường hợp nhập tay bằng giá vốn này này. Có nghĩa rằng là cái này nó tự động, khi các bạn chọn phiếu xuất cho công trình nó tự động đính vào đây cho các bạn. Có nghĩa rằng cái phiếu này sẽ bỏ qua trong quá trình tính giá bình quân. Thì cái đơn giá vốn này nó không bao giờ nó thay đổi. Tức là nó sẽ không được tính và không được áp lại trong quá trình tính giá của phần mềm. Đấy, đảm bảo một cái việc rằng là các bạn đã xuất này là coi như các bạn xuất đích danh và nó cụ thể cho một sản phẩm luôn. Cụ thể cho một cái vật tư ở trong cái phiếu đấy, và nó cụ thể cho một cái phiếu nhập. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì, xử lý gì đối với cái phiếu này nữa? Đầu tiên chúng ta chọn là thủ kho này, ví dụ như cái đối tượng nhận hàng của chúng ta ấy, Nguyễn Văn Văn gì Văn Tư đi hả? Văn Tư, ông Vật Tư Nguyễn Văn Tư đúng không? Rồi ngày này, ở đây có một cái chỗ là chỗ tài khoản nợ. Cái tài khoản nợ này là cái tài khoản ngầm định sẵn ở trong cái phiếu xuất kho.
nó là cái phiếu xuất, nó được ngầm định cho cái phiếu hóa đơn bán hàng. Thành ra nó được đặt đây là 632, các bạn lưu ý các bạn sẽ phải sửa chỗ này. Đối với thông tư 200 các bạn chọn 632 à 621. Ví dụ đây nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình. Đối với thông tư 133 hoặc là 48 các bạn còn làm nữa thì các bạn sẽ chọn ở đây là tài khoản 154. Như vậy ở đây chúng ta đang, các bạn lưu ý là ở trong cái phần danh mục tài khoản tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức tổ chức cái hệ thống tài khoản. Thì ở đây có thể là đây là cái tài khoản 1541 ấy, là tài khoản công trình, 1542 là sản xuất sản phẩm. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn là 621 các bạn nhé. 621 thì chúng ta sẽ chọn 6211 cho công trình. Đối với một công ty mà kinh doanh đơn thuần làm đơn thuần chỉ làm về công trình thì chúng ta không tổ chức cái hệ thống tài khoản theo cái kiểu này. Vì là ở đây là một cái bộ số liệu dành cho một cái công ty mà nó vừa kinh doanh thương mại, vừa sản xuất sản phẩm, vừa thi công công trình thì tôi mới tổ chức cái hệ thống tài khoản theo cái hình thức này. Thì nó hợp lý cho tất cả và các bạn lưu ý là những cái điều mà tôi nói ở đây. Cái thứ hai là khi mà các bạn chọn một tài khoản bên trên rồi, các bạn có thể giữ phím Ctrl Alt M. Giữ phím Ctrl Alt M này. CTRL cộng với M để đổi tất cả các cái tài khoản ở các cái dòng bên dưới nó thành một tài khoản. Cái thứ hai nữa là cái khoản mục chi phí thì các bạn lưu ý này. Khi các bạn hạch toán vào tài khoản 621 hay các tài khoản đầu 6 là 621, 622, 623, 627 và tài khoản 154 thì phần mềm nó bắt buộc các bạn phải nhập khoản mục chi phí. Thế thì nếu như ở đây là chúng ta là nhập là xuất nguyên vật liệu, chúng ta chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu. Các bạn biết tại sao cái chỗ này nó lại có sẵn không? Cái chỗ này nó có sẵn là do ở bên phiếu nhập chúng ta đã chọn và nó bê thông tin sang đây. Còn cái phiếu bên trên này chúng ta ở bên phiếu nhập chúng ta chưa điền vào là khoản mục chi phí và đối tượng tập hợp là công trình nào thì nó không đưa lên đây cho các bạn. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn là ví dụ đây là công trình 2. Thì rõ ràng là các bạn đã có thể lập được một phiếu nhập, bây giờ các bạn chỉ ấn nút lưu nữa là xong. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một tí nữa là trong cái phần nó nguyên vật liệu ấy, các bạn vẫn chọn đây là nguyên vật liệu. Nhưng các bạn lại cái nguyên vật liệu này nó là cái nguyên vật liệu dùng chung cho tất cả các công trình. Thì cũng có nhiều phần mềm thì bắt buộc các bạn sẽ phải đưa vào cái khoản mục chi phí chung. Và cứ cái gì mà phân bổ thì các bạn cứ đưa về về chi phí chung. Nhưng trong thực tế các bạn làm ấy, có những cái nguyên vật liệu có giá trị rất lớn lại dùng chung như nhiều công trình. Thành ra nó vẫn là nguyên vật liệu chứ không phải là chi phí chung. Và các bạn vẫn phải phân bổ, thì trong trường hợp đấy các bạn xóa cái đối tượng tập hợp chi phí này đi. Xóa các cái đối tượng tập hợp chi phí này đi, nó phục vụ cho các bạn là cái việc là các bạn cái này các bạn sẽ để lại và sau này có thể phân bổ, và chúng ta có thể phân bổ theo nhiều hình thức. Ví dụ như phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp có nghĩa là cái giá trị này nó sẽ được phân bổ theo những thằng đã cụ thể cho công trình rồi. Cái thằng nguyên vật liệu chưa cụ thể sẽ được phân bổ cho thằng nguyên vật liệu cụ thể cho công trình. Nên là cái việc chúng ta nhập số liệu thế này nó đảm bảo cho các bạn việc là làm công trình rất là chính xác. Rất là chính xác và các bạn không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề này. Thế chúng ta chỉ cần chọn lưu là chúng ta đã có thể làm xong cái chứng từ phiếu xuất kho cho công trình.